Circle K thâu tóm 7-Eleven chốt giá 47 tỷ đô la Mỹ. Công ty mẹ của 7-Eleven là 7&I Holdings vừa có thông tin xác nhận Alimentación Cortas, công ty mẹ của Circle K, đã nâng đề nghị mua lại 7-Eleven với mức giá 47 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin UPI, nếu thành công, đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Nhật Bản ở nước ngoài. Mức giá mới hấp dẫn hơn nhiều so với đề xuất ban đầu. Trước đó, hãng tin Bloomberg lần đầu tiên đưa tin về đề xuất thâu tóm của Alimentación Cortas với giá trị 38,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng bị từ chối vì quá thấp. Trong tuyên bố về vụ việc, 7&I Holdings cho biết sẽ giữ bí mật các cuộc đàm phán theo yêu cầu của Alimentación Cortas. Cổ phiếu của 7&I Holdings tăng gần 12% sau thông tin này, cho thấy nhà đầu tư tin rằng thỏa thuận sẽ khả thi. Tháng trước, 7&I Holdings khẳng định sẽ củng cố giá trị công ty. Tờ Nikkei đưa tin lợi nhuận của công ty này trong quý 2 đã giảm 20% so với cùng kỳ do tác động của lạm phát lên người tiêu dùng tại Mỹ. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của cửa hàng tiện lợi nước ngoài chiếm hơn 70% doanh thu của 7&I Holdings. Mới đây, Nhật Bản đã xếp gã khổng lồ bán lẻ của mình vào danh sách cốt lõi đối với an ninh quốc gia, đồng nghĩa với các rào cản pháp lý đối với việc thâu tóm công ty này sẽ được nâng cao hơn.